Được mệnh danh là nữ hoàng của núi rừng Tây Bắc, hoa đỗ quyên đại diện cho vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của vùng cao, luôn thu hút rất đông du khách đến thưởng ngoạn và check-in mỗi độ hè về. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này trên con đường dẫn đến đỉnh Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương. Ở thời điểm này thì hoa đỗ quyên đang vào mùa nở rộ nhất tại dãy Hoàng Liên Sơn. 40 loài đỗ quyên quý hiếm, trong đó có những gốc hoa cổ thụ tuổi đời lên tới 300 năm, tạo nên những thảm rừng bạt ngàn sắc vàng và sắc đỏ của hoa lẫn trong mây. Một trong những cung đường lý tưởng nhất để du khách đến gần và chiêm ngưỡng loài hoa này là con đường dạo ngắm hoa đỗ quyên trên đỉnh Phan Xipang, nằm ở độ cao 3.000m so với mực nước biển. Đây cũng là đường dạo ngắm hoa đỗ quyên đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong quần thể kiến trúc văn hóa tâm linh trên đỉnh thiêng Phan Xipang. Không chỉ có hoa đỗ quyên, Phan Xipang dịp này còn là thiên đường hoa hồng với hàng triệu đóa hồng từ 300.000 gốc hoa thuộc 150 giống hoa hồng quý hiếm, hứa hẹn sẽ đưa Sapa trở thành điểm đến hot nhất miền Bắc trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây.